Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1800 New Doctor hoặc 714-898-0765. Ngay bây giờ mình có một người khán giả trên TV, trên telephone gọi vô là bà này, bà có cái bệnh nhức đầu liên miên phải không bà? Migraine headache phải không bà? Bà bị, tôi nghĩ là bà bị migraine headache nặng lắm mới làm cái nerve block vậy đó. Thì cái bà này, bây giờ mình trở lại trực tiếp trên TV đó cô. Thì bây giờ tôi đang cắt nghĩa cho khán giả đó là cái trường hợp của cô ra làm sao đó. Thì tôi bệnh nhức đầu lâu đó. Dạ. Nên vậy đó, tôi muốn biết cái tình trạng của tôi như vậy đó. Mà nó thường thường bác sĩ nghe cách chích như vậy, mà cách cách tuần rồi cách chích thêm cách chích mũi vào phải không? Sau á cách tuần, rồi sau á cách 3 ngày, 2 ngày chứ. Nó nói chích rồi thấy sao nữa là cắt thêm bằng à, vậy là thuốc nó chích gì vậy em bác sĩ? Dạ. Nó nói bác sĩ hiểu đầu tiên cho tôi thuốc chích tôi thuốc gì đặng nghe con tôi muốn biết, tôi nói vậy cái xong mà nói sao nó viên vậy tôi không hiểu nữa. Dạ. Tôi chờ bác sĩ mà lên chương trình đó cái tôi hỏi bác sĩ đặng con ơi có phản ứng phụ gì cái gì không? Tại vì tôi nghe nhỏ cháu á, nó nói nó có người bạn làm việc cũng nhức đầu lại chích xong bị điếc bên trong tay. Mới nghe đây tôi cũng hơi sợ. Dạ, thì trả lời đó là cái cô này đó, cô bị nhức đầu liên miên rất là nặng đó, thì mấy cái người bác sĩ chuyên khoa thần kinh đó thì họ làm cái nerve block đó là họ chích thuốc tê với lại thuốc steroid vô trong cái cổ đặng nó giảm đau đó. Thì như cô nói đó thì ổng còn hẹn 2-3 lần nữa, thì tôi đề nghị bây giờ tiếp tục chích xong rồi mình chờ mình coi cái kết quả nó ra làm sao. Thì theo tôi thì xin lỗi thì bác sĩ Nhân, thì theo đối với tôi cái sự chích nerve block này thì đôi khi nó có kết quả, mà kết quả ngắn hạn chứ không có dài hạn, mà thật ra thì nó cũng không có nguy hiểm trừ trường hợp chính một cái nerve nào mà nó bị mà đụng chạm cái thần kinh nào, có thể tùy theo chích chỗ nào thôi. Thì nhưng mà thường thường cái kết quả của nó, nếu nó có bị xệ một bên mặt hay nó bị méo miệng đó, thì nó thời gian ngắn hết thuốc nó sẽ hết chứ không sao hết. Nhưng mà bác sĩ Toản nói đó là cái cách trị mà cái bệnh migraine headache này đó nó không có kéo dài lâu được đâu. Tại vì cô phải hiểu là mình chích cái thuốc tê với cái thuốc steroid vô không phải chích hoài được. Chích một phần nào thôi, xong rồi sau cái đó mình phải uống thuốc. Sau 4 lần thì họ phải ngừng uống chích nữa. Dạ. 4 lần. Mà nó nói là chích là phải tổng cộng 5 lần. Dạ. Lần 2, lần 3, lần 4. Dạ. Thì hy vọng tôi hy vọng là nó chích vô nó sẽ đỡ. Thì bây giờ bà cứ tiếp tục bà chích, xong rồi có thể 5 tuần sau bà gọi trở lại bà cho tôi biết là nó tốt đẹp hay sao. Chứ là nếu có thể bà hỏi lại cái thuốc đó. Dạ. Cái thuốc đấy tôi chưa thấy cái thuốc. Dạ, với lại hỏi bác sĩ là bây giờ chích nó có lần giả trị mà có hại á, lại tôi chắc khen sò không chích nữa. Theo tôi thì mới một lần đầu thì tại vì tôi chưa biết rõ. Dạ. Là theo tôi thì tùy bà gặp lại, bà gặp lại bác sĩ, bác cho tôi cái tên thuốc. Nãy giờ bà chưa cho cái tên thuốc. Yeah. Nãy giờ bà chỉ cho cái thủ tục thôi. Yeah. cái thủ thuật thôi, cái procedure thôi, nhưng là epidural cervical nerve block. Nhưng mà tôi chưa có tên thuốc. Phải cái trường hợp mà ta migraine headache vậy, ta có chích vậy không? Bác sĩ chích một loại thì bao nhiêu thuốc đó chắc bác sĩ cũng có hiểu không? Có chứ, có người chích chứ, có người chích và có người không. Tại vì có người chích nó hết, có người chích không tạm hết. Thời nó sẽ thời gian ngắn. Thành ra trị cái migraine không có dễ. Nó có nhiều thủ thuật lắm. Bà cô nên chích thử coi làm sao. Nhiều thứ thuốc hay là chỉ có một loại? Nhiều lắm. Nó có mấy stat, nó có nhiều thứ thuốc lắm. Bà phải cho tôi cái tên thuốc. Bà phải trả lời bà xin. Đi kỳ này tôi hỏi cho tên thuốc. Yeah. Nó cho vậy. Yeah, đúng rồi. Ok, tôi cảm ơn bà nha. Ok. Cái bệnh migraine ấy rất là khó chữa. Yeah. Thường thường người ta cho uống thuốc nhiều hơn là cho chích. Nhưng mà đôi khi cũng người ta cũng chích cũng đỡ. Nhưng mà đều thật thường thì chích nó có dấu hiệu, có hữu hiệu ngắn hạn thôi. Mà cái bệnh migraine nó khó chữa lắm. Nó hay bị đi bị lại hoài. Nó có một thời gian, có thể nó giảm được thời gian, nó bị trở lại.
Thành ra cái này là vấn đề chữa trị dài hạn chứ không phải là chữa trị ngắn hạn được. Với lại ngoài mấy cái uống thuốc nữa làm quý vị phải, nếu mà quý vị bị cái bệnh nhức đầu liên miên migraine đó, thì quý vị nên có mấy cái cách trị nữa ngoài uống thuốc đó, là nếu mà bị nhức đầu đó thì có thể nếu mình vô mình nằm xuống một cái phòng lạnh đó, tối và lạnh, nằm xuống cái chừng 15-20 phút đắp nước đá lên nó sẽ giúp. Mấy người migraine thường thường đó, tại tôi cũng bị migraine đó. Với lại cái bệnh migraine quý vị phải nhớ là di truyền xuống từ cha mẹ. Thành ra nếu mà bị migraine đó, thì thường thường nếu mà quý vị vô một cái phòng lạnh, tắt đèn xuống nằm cái chừng 15-20 phút. Mấy người mà bị migraine mà dùng computer nhiều đó đã bị nhiều lắm. Coi TV nhiều lắm. Ở trên đường dây tôi có một khán giả, cho em biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ. Và bật TV nhỏ xuống nha bà. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Dạ cô vặn cái TV xuống, cô đừng có dùng cái TV đặng trả lời. Cô nói chuyện bằng phone á, dạ. Cô nói chuyện tôi bằng phone á, còn TV vặn cái sao nó nhỏ dạ. Xuống. Xin hỏi, xin chào hai bác sĩ. Em xin hỏi bác sĩ là em có người em á, đi Việt Nam mà hai cái lông mũi nó bị gì mà nó cứ bị chảy mũ ra đó bác sĩ, mà nó lại hôi nữa bác sĩ. Chảy mũ ở đâu bà? Dạ. Hai bên hay là một bên thôi bà? Dạ hai bên ạ. Hai bên mà là cái người này mấy tuổi vậy bà? Dạ thưa 50 ạ. 50 mà nó chảy máu hay nó chảy nước mũi thôi? Mũ bác sĩ. Mũ hả? Nước mũi bác sĩ. Với màu gì dạ, vậy? Mũ. Dạ bây giờ tính hỏi bác sĩ xem có thuốc gì bác sĩ chỉ thôi. Nếu mà 50 tuổi mà nó chảy mũ ra mà kéo dài bao nhiêu lâu rồi bà? Trời, bạn nó biết. Bị đây mấy năm rồi bác sĩ ơi. Mấy năm tôi khuyên chắc phải đi chuyên khoa đặng họ dùng cái laryngoscope đặng họ coi đó, có thể mình chắc chắn mình không có biết, là tôi nghĩ mình phải rule out, nghĩa là mình có phải rule out nguyên loại, bỏ, yeah. loại ra là không có bị ung thư đó. Thật ra thì đối với tôi thì nếu mà chảy nước mũi nhiều á thì có thể là do cái mũi, cái thứ hai là do cái xoan mũi. Cái này phải chụp CAT scan hay là phải đi khám kỹ mới biết trả lời câu hỏi được nha bà. Vâng, chứ không phải cho thuốc hết được. Xoan á, có thể bị xoan mũi, viêm xoan mũi đó. Thì nó phải đi chụp hình rồi làm CAT scan cái viêm xoan mũi để chắc chắn là không có bị ung thư hay bệnh gì khác. Thường thường là do viêm xoan mũi. Tôi hy vọng tôi trả lời bà rồi nha. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin chữ tuổi ở đâu và câu hỏi. Cô vặn cái TV xuống đi cô. Dạ, dạ. Bây giờ mình nói chuyện bằng phone, bỏ tivi đi. Tận cái tivi xuống nhỏ đi, tôi không nghe. Dạ, dạ. Em xin kính chào hai bác sĩ. Dạ. Em muốn hỏi bác sĩ là hôm bữa trước em có, cách đây mấy tuần, em có tới văn phòng bác sĩ để em hỏi về cái vụ mà em bị đau cái cùi chỏ tay đó. Dạ. Thì bác sĩ nó không có cần chích, chỉ cần dán cái loại salon bát mà bác sĩ cho với lại thuốc uống á. Dạ. Sao em uống bữa giờ rồi em cũng dán salon bát cái loại đó bữa giờ mà sao? Nó vẫn đau y vậy bác sĩ ơi. Thì phải thấy chích thôi. Nếu phải chích thôi bị cái bông gân ấy, cái gân của bà bị nó gọi epidural, nó gọi lateral epicondylitis, đau cái cùi chỏ nó, thì phải chích ngay cho đó thì nó hy vọng nó hết. Và sao giờ hôm qua luôn cả tay phải, bữa trước bị tay trái giờ càng luôn. Tại vì mình tay phải thì nó không có nặng bằng tay trái. Đúng rồi. Em thì làm tay trái nhưng mà em không có làm về nail hay là về cái gì hết, nhưng mà tại sao nó đau dữ vậy bác sĩ? Thì cơ thể mình chẳng hạn cái hai cái cùi chỏ của mình đó là mình cử động nhiều lắm. Ví dụ như cô mở cửa, cô vặn quả đấm đó, cô quay cái tay vậy này thì nó cũng có thể nó gây ra làm cái gân ở trong cái cùi chỏ nó bị bong gân đó. Thì mình cái thường thường nó cho uống thuốc, không uống thuốc thì mình chích ngay cái chỗ nó đau thì hy vọng nó hết. Dạ. Mà nếu lỡ mà chích không hết thì sao bác sĩ? Nếu em hỏi ví dụ nếu chích mà cũng không hết nữa thì mình làm cái gì tiếp bác sĩ? Thường thường nó uống thuốc rồi tập rồi chích thì tập nó sẽ hết nha. Thường thường cũng thôi mình phải băng nó lại. Băng rồi. Mình làm cái mình cứ băng nó lại thì mình không cử động luôn. Có thịt nó bị nó gọi là cái brace. Tennis elbow đó. Brace mình mang cái nó lại. Có lẽ là cô nên vô cô mua thuốc tây đó, hỏi tên người ta mang cái brace cho cái elbow đó. Thường mang cái bó lại nha. Em có mua ở ngoài Walmart cái loại đó đó, chị đeo. Thường thường cái mà cô bị nó gọi là tennis elbow đó cô, ở ngoài đó
thì đang thì thường thường mình mang cái elbow brace nó ở đây nè, nó cột ở trong cái dưới cổ trỏ, dưới cổ trỏ đó, trong cái cánh tay phải, cánh trên, bác sĩ chỉ ngay chỗ đó rồi mình buộc ngay chỗ cột nó chỗ này lại thì nó bớt đau hơn. Dạ, thường thường mấy người mà họ đến tennis nhiều đó, họ bị cái bệnh đó thì thường thường mình bó ở dưới cái cổ trỏ đó, ở cái chỗ mà cái tay của tôi đó, tôi bó ở đây đó thì thường thường nó sẽ giúp cái rồi tôi hơi bọn tôi trả lời coi rồi ha. Ok. Dạ vâng, dạ vâng. À, trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ, dạ vâng, giờ sẽ 65 tuổi, thưa chào hai bác sĩ ạ. Tôi cũng bị đau tay bác sĩ, mà đau từ between cái chỗ cái shoulder với lại cái elbow đó, nó cứ giữa đó. Dạ, khúc này đây. Không biết là nó đau làm sao mà nó đau liên miên vậy đó, mà như vậy là tại cái cơn hay là tại cái bắp thịt bác sĩ, mà có đi chụp x-ray thì nói là không có bị cái gì hết. Thường thường nó là thường thường mà nhớ là một cái khớp, cái cánh tay của mình, cái cánh tay của mình thì nó có chỉ có bắp thịt, nó có đầu gân rất là nhiều, nó có xương. Bây giờ bà thử nhưng mà tôi làm vậy nhé, bà kéo vô bà thấy bà bớt đau, có đau bớt đau không, bà kéo vô vậy nè, có bớt đau không? Kéo như thế nào, kéo như bà có trên hình nhưng bà làm là tôi làm vậy nè, bà kéo vào nó có có bớt đau không bà? Dạ nó có, dạ nó có đỡ. Dạ yeah. Như vậy là cái đầu gân rồi bị kẹt đó. Bà uống thuốc, bác đi bác sĩ uống thuốc cho bà tập nó hết. Tại như này có nghĩa là cái gân của bà nó mở nó ra đó, cái trên đầu vai nó, cái đầu gân nó mở ra thì nó hô kẹt thần kinh, bà hết bớt đau. Bà phải tập, mà tôi có nhiều động tác lắm. Nhưng mà nó không đau ở trên cái vai, thì bác sĩ nó đau ở giữa đó, between cái elbow với ngay cái giữa cái shoulder với cái elbow. Dạ. Nó đau ngay ở giữa đó. Nó đau cái khúc từ trên này xuống như này, vâng, là cái cánh tay của mình nó trong nó có bắp thịt, nó có gân, nó có thần kinh. Thì bà phải tập với uống thuốc nó sẽ hết. Dạ, bà nhớ là cái dây thần kinh đó mà nó bị kẹt. Cái dây thần kinh nó chạy. Đó ngay chỗ bác sĩ sờ đó. Dạ. Dạ. Đó, ngay chỗ đó. Dạ, để tôi cắt nghĩa, cái dây thần kinh ở đây đó mà nó bị kẹt đó thì nó sẽ cũng làm đau ở đây, tại bà nhớ là cái dây thần kinh nó dài lắm, nó chạy từ cổ mình tuốt tới cái ngón tay của mình, là thần nguyên cái chỗ này, nguyên cái chỗ mà cái dây thần kinh nó chạy đó, chỗ nào nó cũng có thể đau hết đó. Nhưng mà nếu mà nó bị kẹt ở đây ở cái vai đó. Nhưng nếu bác sĩ Toản nói đó mà cô làm vậy mà nó đỡ đó thì nghĩa là nó bị kẹt ở đây đó cô, nó bị kẹt ở cái vai đó. Thành ra bây giờ phải làm sao thưa bác sĩ? Như vậy thì bây giờ mình phải làm sao ạ? Bây giờ bà phải đi bác sĩ gia đình, để bác sĩ gia đình tập chỉ cách cho bà uống thuốc, rồi chỉ cách bà tập, mà không hết thì chích ngay đó thì nó hết. Cuối cùng là chích, tập uống thuốc không hết thì chích thì nó hết. Ok, có lẽ là cảm ơn bà nha. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn, dành phần quảng cáo cho những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong đôi giây phút phần 4 của phần chương trình ngày hôm nay.